Hello nha. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Ok. Ê, thực ra dạo này mình thích con Vio hơn là con Amelie rồi đó. Là mình tắt con Vio đó. Có cái sức mạnh gì đó tiềm ẩn hơn là con Amelie. I'm yearning inside. Wish that we can feel it too. Ôi ôi, vẫn biết vậy. Ô mệnh, chắc ô mệnh đánh gì cũng được anh em ơi. Chắc ô mệnh là cho mọi đội hình. Bạn này thua này, bạn này AK rồi. Hơi yếu nhỉ? Mình nghĩ vậy là vẫn chơi được. Hên xui. Chơi đi. Ba đấm một bạn thôi. Một bạn, ok. Được cái trận này mình nhiều tiền anh em ạ. Rất nhiều tiền. Alice à? Cũng được nhưng mà... Con Van Heo này hơi khoái này. Ê, có áng hoàng khá là khoái này. Nhưng mà không đủ nô man nữa. Ê, nhưng mà áng hoàng nghe nó cũng điên điên rồ rồ phết ta. Cần mình bán... bán đốt này thôi. Bây giờ chơi trội mình lên... lên level 5 trước không? Rồi mình lên thê ám hoàng nô man luôn không? Cho nó điên rồ không? Thề trận này nắm tiền vậy. Chịu luôn. Lee này khá thích này. Nhưng mà muốn chơi ám hoàng thì hai con này anh em phải lên 2. Lên level 2 là mới tin tưởng là chơi được. Nhưng nhìn chung thì ám hoàng cũng khá là khỏe đầu game. Không khỏe mấy con nô man 2 đâu. Nhưng mà cũng chỉ có mỗi một bạn này. Tất cả hai bạn mà có No Man 2 thôi. Gặp đúng các bạn No Man 2 thật. Chết rồi rồi anh em ơi. Nào xem ám hoàng hay No Man khỏe hơn nhá. Mình nghĩ là No Man cũng khỏe hơn đầu game. Ui khỏe được một phát là ngon. No Man khỏe hơn đầu game nhá anh em nhá. Chốt. Chốt là No Man khỏe hơn. Diện. Nốt cái mạng. Trận đến No Man là ngon rồi. Còn Vered đấy, quả đấy mà quẹt được một cái phát đấy đã ngon rồi. Nhưng mà con Amelie, mấy con No Man 2 khỏe quá. Tiếc. Hơi tiếc. Cho Vered cũng được nhỉ. Flo tím. Hơi tiếc. Cái gì nhỉ? Ta định chơi gì đây? Giáp bộ mệnh. Ayate Hương đáy. Nhẹ quá. Ám hoàng yếu nhẹ.
Những hồi xưa ám hoàng nó cũng điên điên rồ rồ phết mà. Trông dạo này trông nó yếu đuối quá vậy. Thua một trận nữa rồi. Lại phải đánh một cái gì đó rồi anh em ơi, chết mẹ, bắn sườn hai tay rồi. Ok. Lại phải biết là đánh gì rồi đó anh em ơi. Anh em ạ. Biết là phải đánh cái rỉ luôn rồi. Leo này. Cần lắm. Cũng cần lắm. Cũng cần lắm. Biết đánh cái gì liền. Biết đánh cái gì liền. Arate. Đập xiên này. Phát đấm một phát này. Ui không đấm kịp. V-Red. Ui ba con đám hoàng nó vào nó quay bên kia rồi. Ui ui. Trầu đây. Amelie là người kết liễu. Hết chuỗi rồi. Cái này hơn. Mặc dù nó hơi tốn diện tích nhỉ. Có một con con Aneste cái gì cũng ngon nhỉ. Để bọn này ở đây nhìn chồng chất với nhau quá em ơi. Chồng chất quá, chồng chất quá. Xếp vào đâu cho vừa luôn ấy. Hết chỗ để xếp. Chí tôn kiếm tiền. Xin đội, he he he. Ui, xin không chết kìa. Ám hoàng, giết nó đi. Đúng rồi, ám hoàng. Sức mạnh ám hoàng đó anh ơi. Lo xiên rồi, ám hoàng kết liễu. Nhưng trông thấy ơi, trông hơi yếu. Yon không chơi nhưng mà có sách thánh. AT này. Ây ơi, hơi xỉn luôn. Trời ơi, ám hoàng. Sao bà lại chẳng bỏ ám hoàng ấy em ơi. Chơi ám hoàng lâu rồi đó. Cho thú thiết các thứ vào. Level 6, level 7, level 7 đến lúc rồi. Quy lên 2 này, tiếc thế nhở. Quy lên 2 lên được khá ngon đấy. Tiếc nhở, hay chơi ám hoàng một tí nữa nhở. Muốn chơi ám hoàng bởi vì có APD 2 về Quy lên 2 rồi. Chơi hơi tiếc. Con này thì xuống một con Violet hay con gì đấy. Mình cần một con Noman nữa. Violet ăn hết tèo sao đấy. Để bỏ con Rat đi em ơi. Tại hơi tốn chỗ thì sẽ ném đầu con Floor bây giờ. Tại vì bây giờ con HT cũng HT 1. Vera mình cũng Vera chưa phải Vera 2. Chứ vì khỏe khoắn quả nên là cái chơi ám hoàng Noman các thứ thiết đi thử ám hoàng một chút nữa nhé. Chắc chơi vòng 15 xui Malok này. Vậy à, cho Hayate ba đồ đi. Tin tưởng Hayate đi. Rat này nhót được rồi. Phát rôn. Action rôn. Hai sát thủ hai bên này. Hai sát thủ thì để thương nó bắt thôi anh em ơi. Tại mình không muốn bị con Hayate mình bị đi. Cho hai sát thủ bị bắt đi thôi. Không có gì lắm.
hai tên gánh bên xuôi. Cái con AT kết hợp ám hoàng ok phết anh em, bởi vì nó sấy, nó sẽ sấy liên tục, nó ra đam ấy, sấy yếu tim bịch thì thôi, tim bịch đã yếu rồi thì ám hoàng kết liễu nữa. 10 lần sát thương ám hoàng còn kết hợp với butterfly nữa thì nghe nó cũng ra gì ấy chứ anh em. Đấu sĩ à, em xuống đi. Eo. Thế lại mua PC anh em ơi. PC thì thay con floor bên góc bên kia nhé. Cho một thêm con floor 2. Eo bắn thẳng được không ta? Bắn thẳng cũng có một vài góc nhưng mà thấy là chéo ngon hơn. Ai à, nhảy đóng thế. I'm yearning inside. I wish that we can feel it too. Để này chắc luôn này level 8 được nhỉ. Cause I'm not gonna lie, I'm falling in love with you. I will see my destiny to the end. 8 roll, con Malok 2, con Teo 2. Roll sớm. Hai trận nữa nhé, hai trận nữa mình bán hết 8 này đi. Xong mình roll. PC ra giữa đi. PC ra giữa, nó còn gây đam diện rộng. Teo bắn thẳng được ngon này. Một nhát. Một phát chéo, đúng rồi. Butter gánh, đúng rồi, gánh. Chết tôi yếu quá anh em ơi, em ăn thua. Em ăn thua anh em ơi. Tèo ít đam quá, tèo phải tèo thú mới điên rồ được. Tèo này yếu. Ám hỏa yếu rồi. Đến lúc cho nó nghỉ hưu được rồi anh em ơi. Cause I'm not gonna lie, I'm falling in love with you. Ủa, nà con nó xuống clear hết chỗ thú luôn vậy. Gớm ghiếc vậy. Nốt một bạn được không? Nốt một bạn nữa được không? Một bạn nữa được không? Nốt hết luôn à? Định nốt hết luôn à bạn? Gì mà gây gớm vậy? Nốt bạn này đi. Được. Roll tí nha anh em ạ. Roll tí tìm con Teo 2 mà lốc 2 phát phòng lên 9. Yon một chút, yon một chút. Cót này lấy về cho anh em đỡ phải chơi nhá. Lấy con Nacot 2 ngon đấy. Greasy à? Nacot còn chơi được không ta? Chúng mày kỳ ta. Hơi thiếu một con Crest nhỉ. Con Crest ngon hơn. Nacot à, Nacot phải có thương. Mình dám chơi Nacot rồi, có thương mới đánh rồng được.
Mình sẽ thánh hai đường cũng Narcot à? Đây phân vân. Thế Narcot mình tốn đồ phết anh ơi. Mình mua về cho vui thôi chứ mình cũng không đi chơi Narcot đâu. Má à, không có tướng mà chơi. Chơi Narcot thật anh em ơi. Nhưng chắc để Narcot 1 thôi nhỉ. Trừ khi pha này ra thương nhá. Pha này ra thương thì mình mới cân nhắc lên Narcot 2, không để Narcot 1 thôi nhá. Thêm 2 sớm nhỉ. Thoáng cái phát này. Thoáng cái phát nữa. Đừng cho nó ulti đúng không? Thêm nào ra thương, nào ra một cái thương mình chơi hắc ám liền luôn ấy. Hắc ám liền luôn ấy nha. Hoặc một thẻ ma tộc gì đấy chơi hắc ám được nha. Hắc ám không ta. Thánh đồ à. Cần cái chi hồn nhỉ. Cái chi hồn đi. Bà Narcot này đi nhá. Khá nhiều đồ này cho Malok này, cho Teo này. Lily này. Mình đang kiếm hai con thú thì mình không thích chơi bọn này lắm đâu. Không thích chơi hội này lắm. Hai hắc ám này hơi thừa. Chết bà ơi, QC2 rồi. Thiếu con gì ấy nhỉ? Crack đúng rồi, Crack. Lily bổ vào đau phết nhỉ? Mình cho đổ Lily không? Hơi tốn đồ. Chrissy 2 này, thì mình bỏ con Chrissy đi, mình lắp lại ban này thành này vào. Lắp thêm con ban Doom vào à? Lốc còn 8 con. Tìm thêm một chút cũng được. Xui. Còn quá thì tìm con Crack được ngon. Crack. Chứ để con kia vào cho nó hơi đần. Đây, này. Crack đúng góc này, theo Crack đúng góc này. Trông hơi kỳ nhưng mà mình nghĩ là sống được. Teo cần lên Teo 2 không? 9 con à? 9 con không cần lắm ta. Lên 9 rồi, kệ đi. PC 2 và Malok 2 là đủ gánh rồi. Chứ, ui, con Yon nó xấy đẹp thế. Má mày Yon. Nhảy một phát này ngon thế, ui mày quá nhảy phát cuối. Chơi game chỉ may anh em ơi. Game chỉ may thôi mà. Chơi thằng 2. Chắc này ít người chơi nhỉ. Không biết ít người chơi. Teo thên này. Thên thên cái đồ kia cũng chơi được thên. Chắc này mình kẹp thên nhỉ. Thên. Đập thên 2. Thên bỏ teo. Teo 8 con à. Teo 8 con. Kẹp thêm, kẹp teo. Cương mắt đáy. Teo con tí hơi xấu tí. Má lốc nhảy vẫn né em. Ok. Ba đun đừng chôn. Đừng chôn bạn ơi, quét nộ này. Rồng thủy đẹp thế. Má con rồng mày. Mày hả rồng. Mày thối con teo hóa đi. Teo
quy. Không chơi quy. Anh nghĩ chắc này cũng không chơi được thên em ơi, nếu mà đánh 6 thú. Đánh 6 thú thì không chơi được thên. Anh chơi teo đi, chẳng chơi teo đi. Anh chơi teo. Người tên sách thánh nữa là chơi teo. Có chi hồn. Tại mình cần một chút choáng em ơi, cần thêm choáng của con teo và của con ma lốc nữa mới cân được. Chứ thên nó hơi chôn. Thế nó cũng nhiều đam nhưng mà nó không có choáng. Nhiều choi không? Choi na cót. Không có nhiều choi đâu anh em ơi. Chơi teo ngon hơn. Teo ngon hơn chơi chơi thêm. Ui, đồ sướng nhỉ. Đồ tích thú ấy. Hai teo nhé. Destiny to the end. Great. Con teo này mình đánh. Trông cái kỳ nhỉ, mình đánh thêm thêm nữa. Knights to me. Một bộ ok, một mai lúc nhảy hơi yếu đam. Việc con này điên gió, con cát này điên gió. Kiếm con cát thôi anh em ơi. Cần con cát và con teo ba nữa. Teo ba không cần sách thánh luôn. Ừ được, teo ba không cần sách thánh. Sách thánh để cho con cát. Để tìm con cát nhá. Tìm con cát này. Thương à? Đấy đi. Teo nữa đây. Mà chơi gì chơi cũng có con cát anh em ơi. Con cát trận này nó khổ khổ đấy. Phát 2 trước đó nhá. Mà lốc tính sau nhá. Ui đi luôn. Lấy cái ma lốc này nhỉ. Thôi từ từ lấy nhá. Không vội. Bây giờ mình cần một teo hơn là một con ma lốc. Này mình lên teo 3 trước. Mà cần một con cát quá. Nhưng mà không có con cát hết tiền rồi. Mà không bao ba con cát luôn ấy. Không đồng luôn này. Không đồng. Không ra con cát nữa. Chịu đó, chịu đó. Khá nhiều rồng anh em ơi, con cát xuống đáy bên này à. Đáy bên này cũng hơi rủi ro nhỉ. Chẳng chạy góc đi. Chuồn góc nhá. Na có làm na có mình bày đầy đã được, không có gì. Chuồn góc thôi. Không thích gặp con cát lắm. Tên này xuống đáy. Chạy găng rồng. Có cần bắt na có không nhỉ. Na có này chui đâu đây, chui góc này chịu rồi. Một nhảy này, hai nhảy, ăn choáng nữa. Mình sẽ để chỗ một chút ra cho con Nacot nó chui vào đẹp đẹp hơn anh. Nacot chui góc đấy chết người phết đấy, giờ phết. Treo chắc mình treo ba chắc này. Cần phải tăng sao nó, hay tăng sao con cát nhỉ, xong rồi lên treo ba từ từ nhỉ. Teo ulti luôn cũng ngon, ê teo ulti luôn cũng ngon bởi vì có thương. Khả năng mình sẽ bỏ hai con thú đi, mình đánh hai con kia vào. Thế vẫn chơi thên nhá. Thích có thể lên thên 2 cũng được. Ma lốc à.
cát đâu? Cát đâu? Narcot này, Narcot này mình gặp rồi, Narcot này mình chưa gặp. Narcot này sẽ bị để hai ra, Narcot đi và để ra ngoài. Nhà này yếu, không sợ. Hay đấy công ty. Anh hết bóng cát rồi nhỉ? Anh em luôn hết bóng cát rồi. Con mà anh em. Chào ba này. Thêm sót tướng không? Nếu mà thêm sót tướng mình thêm gì nhỉ? Thêm con QC. Bỏ thêm đi, vẫn bỏ thêm đi. QC ngon hơn. Chắc tướng em thêm con kia bỏ QC. Em cần bán một con ma lốc đi anh em ơi, kiếm thêm tiền anh em ơi. Kiếm thêm tiền mà còn roll thêm con cát. Chứ không cũng không sợ phết đấy. Mà lúc 3 lên nó khó. Lên cao 3 thôi. Nào thêm sót tướng không nào? Chắc là không. Không thêm sót tướng thật. Thế bỏ con thêm à? Hay bỏ con gì? Thì bỏ hai con thú đi lấy hai con ma tộc vậy, bốn thú vậy. Ừ ok. Tìm một chút nữa này. Hai này bỏ này. Nào lên được cao ba bằng tay luôn anh em ơi. À đây là con cát này. Thay đồ em. Không kịp đập con cát lên 2 nữa. Giờ bình tĩnh nha. Máy thấy chó là con cát này. Một nhảy nữa này. Hai choáng này. Đừng cho nó ulti anh em ơi. Ba choáng này. Ui 10 điểm, 10 điểm các bạn ơi. Bạn làm thế thì chết hết cả team địch rồi. Team địch khóc luôn đấy chứ. Choáng mà đẹp quá. Ê nhiều dự định phết anh em ơi. Thế thì có teo 3 này. Có khi có cả con cát 2 nữa. Tên xui. Eo 3 cộng con cát 2. Tín ấy, tín ấy. Sách thánh cho con cát nhá. Vũ thông tàn chậm. Hai sách thánh thì càng tốt nhá. Choi nhỉ, choi đi. Hay là huân chương. Thứ hai này cái nào cũng được. Bởi vì thưa có choi đi. Choi cho con cát. Chơi cân kèo với con mình tìm. Nào, teo 3 hay con cát 2 gì đây? Cho mình một câu trả lời nào các bạn. Không cần con thê này luôn. Ê đừng ra ngoài đập một con teo 3 rồi anh em. Teo 3 ui không kịp quên đấy bút không tàn cho teo bán teo đi tiết kiệm thêm đồng nào hai đồng đấy. Con này đi luôn này. Ê, được mỗi con teo 3 anh em ơi. Được mỗi con teo 3. Được mỗi con teo 3. Nhưng mà nó cũng nhiều đam thật. Thôi vậy thôi anh em ơi, video này kết thúc rồi. Em thích clip trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Vậy thôi. Bye bye. Ish.